Hello và xin chào tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Mr. Quy Trồn Xám Quốc đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chơi cái game này ấy. Anh em chỉ cần ngồi xem thôi, vẫn có thể lên vàng, mua đồ, mua vũ khí và trở thành bro một cách rất là bình thường. Cái nick này này, đó, mình mới chỉ cày có 2 tiếng đồng hồ thôi và mình độc ngồi để mình xem phim. Còn lại là auto tự cày. Thì hôm nay mình sẽ chỉ anh em cái cách nhận code và và dùng cái bản auto này như thế nào. Thì auto mình sẽ để cái link ở bên phía dưới hoặc là để clip sau. Nên là hôm nay mình sẽ chỉ anh em trước, đó chính là cái cách là lấy code trước nhá. Thì cái code của chúng ta nó nằm, cái code ngon ngon ấy, thì nó nằm ở cái đảo tuyết cuối cùng mà anh em ở cái đảo tuyết á. Khi mà anh em lên được cái đảo tuyết rồi á, nó có một cái code này, cái code ở đằng sau cửa đó. Là anh em đi này, đấy, đi vòng vòng ra phía sau này. Đấy, anh em thấy không? Đó đây này. Đây cái code đây. Đó, anh em thấy chưa? Khi anh em nhập cái code này vào, đó. Mọi người không cần lên đảo nhé, mọi người có thể ở đây, mọi người có thể nhập code vào cái phần phía bên trái, bên phải của cái màn hình. Đó. Cái code là Epic Ninja 250. Là anh em có thể nhận được. Đối với mình là mình nhận được gần 1 mét chi nha. Mình nhận được gần 1 mét chi anh em ạ. Rồi. Khi mà anh em ấy xong rồi nhá, thì anh em đã có thể nhận được một cái code rất là tuyệt vời. Còn bây giờ mình sẽ reset danh để mình lên một tầm danh mới và mình sẽ chỉ anh em cách farm theo auto. Đó, auto farm nhá, rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên anh em, cái quý giá nhất của mình á, đó chính là anh em cần phải có đai. Đai phải thật là nhiều vào. Bây giờ mình sẽ lên danh ở đâu nhỉ? Ở top shop này, đúng rồi, ở shop này. Đó, danh đây. Và mình sẽ lên rank. Rồi, và đây là mình sẽ không còn một cái gì nữa. Khi mà mình đã lên rank, mình sẽ lên thêm một cái rank đi. Cộng X của mình đang là X3 luôn nhé anh em. Lên rank rất là quý báu. Mình sẽ lên thêm một cái rank nữa cho nó đẳng cấp. Rank Samurai. Ui, 11B luôn anh em ạ, 11B luôn trời. 11B luôn. Tức là nó bắt mình phải làm rất là nhiều thứ. Được, không sao cả. Thế thì mình sẽ ở danh này trước. Và khi đó anh em hãy mua đai cho mình. Đúng rồi, mua đai trước nhá. Mua đai thì mới cày được. Mua đai này. Mua hết đai cho mình. Để cho nó tăng cái này nó cao lên. Đó, cho cái này nó cao lên. Bao nhiêu cũng được. Ok chưa anh em? Rồi, thì mình sẽ mua một cái côn. Côn nhị khúc. Đấy. Anh em không ngại mà bấm cho mình nhá. Được rồi. Mình nghĩ là quá đủ rồi, quá đủ cho một cuộc tình rồi. Rồi. Và khi anh em nhá, anh em farm này, anh em lên cái chỗ này cho mình, lên cái ủa, nhảy có đúng một lần thôi hả? Nhảy có đúng một lần thôi hả? Vậy thì mình sẽ mua ở đây một cái skin nữa, xem skin nhảy được không? 5k. Đắt thế. Đắt vậy anh hai. Thế cho mình một tạo để mình mua một cái đắp mờ nhảy đó cho nó xịn sò. Đó, tại sao mình lại lên trong vòng 2 tiếng mình lên nhanh như vậy? Mình vèo phát mình đã lên được cái đảo tất cả rồi. Là mình có nó có kỹ năng cả đấy anh em ạ. Đùa đâu, có kỹ năng cả đấy. Ui, mình lên full die luôn. Rồi. Hết die luôn nhá. Hết die ở cái đảo này luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ tu luyện. Rồi, bây giờ mình đang ra chỗ tu luyện anh em nhé. Ok. Hây. Chà. Đó, mình ngồi vào đây này. Xong mình sẽ tắt màn hình ra nhé, để mình tắt màn hình cho anh em xem mình đã dùng cái phần mềm gì này. À, đây, mình sẽ dùng cái phần mềm này. Đây, phần mềm này của mình, đó chính là phần mềm auto. Phần mềm này rất là đặc biệt, không bao giờ có thể loại là bị làm sao cả. Đó, ở đây, mình nhấn F8. Xong. Ơ, mình rút kiếm á, đó. Là nó tự chém luôn. Đó, mình chả phải làm gì cả. Đó, nhấn F8, xong. Cái này nhá, đảm bảo này, an toàn này. Không bao giờ bị gọi là lỗi một cái gì đó về mặt virus. Anh em có thể trực tiếp tải ngay tại máy điện thoại hoặc là máy tính của mình luôn, không phải ra net, bởi vì cái này nó không ô nhiễm virus cả.
bởi vì nó chỉ là một con virus bé tí thôi, là máy mình có thể tự duyệt được ngay, anh em yên tâm đi nhá, nên không làm sao cả. Đó, cứ như thế này an toàn này, nó rất là bình thường thôi nhưng mà rất là an toàn. Còn mình nghe về cái phần admin kêu là nếu mà ai mà auto mà kiểu dạng như là balabalo hẳn một cái trang bị ấy, là sẽ bị mất leak vào cái tầm khi mà nó ra một cái phiên bản mới nữa, là cái leak đấy sẽ bị bay. Đó, bay ra khỏi trò chơi này, tức là không vào được cái leak, không được vào trò chơi này nữa, tất cả bị cấm hết. Nên là mình chỉ có thể yêu cầu chấp nhận dùng được cái auto này thôi. Nên mọi người đừng quên nhớ like, share nếu mà thấy hay nhá, để mình sẽ có thể cho link của bên dưới để anh em có thể tự xài đó. Anh em thấy đơn giản không? Khi mà anh em dùng xong thì anh em phải nhấn F8 này. Đó, là nó dừng lại. Đấy, mình sẽ lướt Facebook mà. Đấy, mình lướt Facebook các thứ là mình bật lên luôn nè. Mình nhấn F, mình để sang bên màn hình bên này này. Đấy, anh em thấy không? Và mình nhấn F8. Xong, nó tự chém, chả phải làm gì cả. Đó, anh em thấy không? Rất là đơn giản, mắc đơn giản luôn đó. Đó, thế này thôi. Rồi, thấy chưa anh em? Đó, đơn giản không? Là mình cứ như thế này thôi, là dần dần nó lên à. Nếu mà anh em cảm thấy cái này nó lên lâu này, hay là treo nó lâu quá, thì anh em có thể tăng cường kiếm lên. Kiếm càng nhanh thì mình có thể nâng cấp 900k càng nhanh nhé. Đó, thấy chưa anh em? Đấy, cứ treo này thôi là nó tự lên à. Chi cũng tự lên luôn. Anh em cần đặc biệt là phải dùng cho mình cái server ít người nhất nhá, để có thể ngồi đây búp chi với cả búp luôn cả ấy. Đó, mình tập ngồi này thôi à, mình chả là phải làm gì. Mình đi ăn cơm xong mình đi bèm bèm các thứ, mình đi ăn cơm hay là bla bla mình đi chơi chẳng hạn, chả làm sao. Nhưng mà anh em phải để ý cho mình là khi mà anh em dùng ấy, là anh em phải để cái phần này này nó ở cái đoạn này, bởi vì nhá, khi mà anh em ấy xong nhá, nó reset lại danh phát là xong là mình mất luôn á. Đây là mình phải để ý. Đó, cứ thế thôi, không phải dừng lại cả. Nên là cái kiếm rất là chậm, rất là chậm. Thế nên mình sẽ đi ra mình mua thêm một cái kiếm nữa. Mình sẽ ra mua cái kiếm, à, cái kiếm, kiếm cao để mình chém lên 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 mắt nhanh hơn. Em hiểu không? Đó. Rồi mình mua cái kiếm này đi. Mình mua full luôn. Mua full luôn ở cái đảo này là mình thành công rồi. Đó. Đấy. Quá nhanh cho một cuộc tình. Mắc nhanh luôn anh em ạ. Thôi mình nghĩ là thế này là quá đầy đủ rồi. Rồi, mình đã có cái gậy này rồi. Đấy. Danh mình là danh thứ hai rồi, sắp lên danh samurai rồi. Mình nhấn F8 tiếp và anh em thấy nó chém nhanh cực. Đó, tự động chém lên rất là nhanh. Lên 900k nhanh lắm. Hết, lên hết được cái đảo này nhá. Lên hết đồ ở đảo này xong là anh em có thể lên đảo thứ hai, bay lên trời. Đó, đây là cái auto mà mình cảm thấy là rất là nhẹ nhàng nhất. Đó, anh em có thể dùng và áp dụng vào. Đó, để đi farm. Rồi, xong rồi. Tập sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm cách nào mà để bung bét một cách gọi là an toàn nhất. Đó. Mấy cái khác anh em thử nhá. Mấy cái khác là những cái gọi là những cái idol khác họ hay dùng ở quán net, anh em thì lại có máy ở nhà, anh em không ra được net, thì anh em lên dùng những cái bản auto này. Bởi vì sao? Bởi vì dùng mấy cái quán cái bản auto đấy mà ở nhà ấy, có thể anh em sẽ bị mất leak hoặc là bị ban vĩnh viễn. Lúc đấy thì đừng hỏi tại sao mình không nói trước. Đó, mình nói trước rồi đó. Đây là xem clip này, đừng quên nhớ like, share, ủng hộ cho mình để mình ra thêm các pha bung hay là pha auto an toàn nhất. Thế thôi. Xong, mình đã xong rồi. Úi, anh em thấy ngon không? Rồi, ôi, tuyệt vời chưa? Tôi nhấn này. Xong. 1.04B luôn. Ok chưa? Đã được chưa? Ok chưa nhỉ? Mình sẽ mua lên danh tiếp. Mình lên danh tiếp. Mình không thích nói nhiều, mình lên danh Samurai. Bởi vì cái danh ấy, mấy cái thằng này oánh mình chết nhanh lắm. Ui, 11B cơ. Ui, 11B lâu lắm anh em ạ. Thôi thì mình lên mấy cái này đi. Mình bỏ qua mấy cái này. Mình không lên mấy cái đấy vội. Mình sẽ lên kiếm, tu kiếm đi. Rồi, ok. Mình đang có danh thứ 3 rồi. Mình lên double nhảy. Rồi. Xong.
Và mình tiếp tục mình lên mình farm mình auto tiếp nhá. Mình auto để mình lên danh. Đầu tiên là mình lên cái danh đầu tiên. Mình lên danh trước, mình thích danh hơn. Mình lên danh trước. Ok. Rồi. Đó, mình auto. Mình auto lên 900. Các bạn cứ lên rank samurai hoặc hơn samurai thì các bạn mới mạnh được nhá. Không các bạn lên full tất cả nhưng mà cái danh của bạn là thấp á, là các bạn vẫn yếu không à. Các bạn yếu xìu luôn ấy. Mình đã thử rồi, mình đã lick kêu của mình đã một lick của mình đã full tất cả rồi mà mình oánh một thằng nó vẫn cho mình một phát mình chết. Mình không hiểu tại sao, hóa ra là nó bị như thế là do mình danh thấp. Đó, nó lại như thế cơ. Đó là anh em cẩn thận và chuẩn bị nhá. Đấy, nhanh không anh em? Đây là cách cày đơn giản nhất anh em ạ. Các bạn cứ đầy đủ đi. Đấy, tuyệt vời chưa? Rất là chất. Xong. Đó. Mình sẽ F8 lại. Mình được 200 mấy rồi là bắt đầu anh em lên đảo trời ấy. Anh em lên cái đảo trời cho mình. Mua cái đắp bờ nhảy để lên đảo trời nhá. Giữ cho mình vàng đi. Giữ cho mình vàng đi. Giữ cho mình vàng nhá. Là mình sẽ lên đảo trời. Đó. Lên đảo trời và tiếp tục như thế và mua nhá. Và mọi người đừng quên nhớ like, share, ủng hộ cho Quốc. Cảm ơn anh em rất rất nhiều nhá. Mình sẽ dừng clip tại đây thôi. Bởi vì tập sau mình sẽ ra thêm rất là nhiều hơn nữa. Nên là clip dài quá thì cũng không hay. Nên mọi người đừng quên nhớ like, share, ủng hộ cho Quốc. Cảm ơn anh em rất rất nhiều. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.